26 đề 3 thực chiến đề lý quang phổ bạch phát xạ IA của các nguyên tố khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tuyệt đối của các vạch. Ý B do các vật rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị đun nóng. Ý C là một dải màu từ đỏ đến tím nối liền một cách liên tục. Ý D là một hệ thống những vạch sáng, vạch màu riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Thì câu 26 mình sẽ chọn đáp án D. Đây là định nghĩa. Rồi, chúc em học tốt.